Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 102. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin nghe lời cầu nguyện tôi, nguyện tiếng tôi thấu đến Ngài. Trong ngày gian truân, xin chớ giấu mặt Ngài cùng tôi, xin hãy nghiêng tai qua nghe tôi. Trong ngày tôi kêu cầu, xin mau mau đáp lại tôi. Vì các ngày tôi tan như khói, xương cốt tôi cháy đốt như than lửa. Lòng tôi bị đánh đập, khô héo như cỏ vì tôi quên ăn. Vì cớ tiếng than xiết của tôi, xương cốt tôi sát vào thịt tôi. Tôi trở giống như con chàng bè nơi rừng vắng, khác nào chim mèo ở chốn bỏ hoang. Tôi thao thức, tôi giống như chim sẻ hiu quạnh trên mái nhà. Hằng ngày kẻ thù nghịch sỉ nhục tôi, kẻ nổi giận hoảng tôi, rủa xả tôi. Nhưng vì sự nóng nả và cơn thạnh nộ của Chúa, tôi đã ăn bụi tro khác nào ăn bánh, và lấy giọt lệ pha lộn đồ uống tôi. Vì Chúa có nâng tôi lên cao, rồi quăng tôi xuống thấp. Các ngày tôi như bóng ngã dài ra, tôi khô héo khác nào cỏ. Nhưng Đức Giê-hô-va ơi, Ngài hằng có mãi mãi, kỷ niệm Ngài lưu từ đời này sang đời kia. Chúa sẽ trỗi dậy lấy lòng thương xót Si-ôn. Này là kỳ làm ơn cho Si-ôn, vì thì giờ định đã đến rồi. Các tôi tớ Chúa yêu chuộng đá Si-ôn và có lòng thương xót bụi đất nó. Bây giờ muôn dân sẽ sợ danh Đức Giê-hô-va, và hết thảy vua thế gian sẽ sợ sự vinh hiển Ngài. Khi Đức Giê-hô-va lập lại Si-ôn, thì Ngài sẽ hiện ra trong sự vinh hiển Ngài. Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của kẻ khốn cùng, chẳng khinh dễ lời nài xin của họ. Điều đó sẽ ghi để cho đời tương lai, một dân sự được dựng nên về sau sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va. Vì từ nơi thánh cao, Ngài đã ngó xuống, từ trên trời Ngài xem xét thế gian, đặng nghe tiếng rên xiết của kẻ bị tù và giải phóng cho người bị định phải chết. Hầu cho người ta truyền ra danh Đức Giê-hô-va trong Si-ôn và ngợi khen Ngài tại Giê-ru-sa-lem, trong lúc muôn dân nhóm lại với các nước, đặng hầu việc Đức Giê-hô-va. Ngài đã làm sức lực tôi ra yếu giữa đường, khiến các ngày tôi ra vắng. Tôi tâu rằng, Đức Chúa Trời tôi ơi, các năm Chúa còn đến muôn đời. Xin chớ cất lấy tôi giữa chừng số các ngày tôi. Thuở xưa Chúa lập nền trái đất, các tầng trời là công việc của tay Chúa. Trời đất sẽ bị hư hoại, song Chúa hằng còn. Trời đất sẽ cũ mòn hết như áo sống. Chúa sẽ đổi trời đất như cái áo, và nó bị biến thay, song Chúa không hề biến cải, các năm Chúa không hề cùng. Con cháu tôi tớ Chúa sẽ còn có, dòng dõi họ sẽ được lập vững trước mặt Chúa. Chương 3. Chúng tôi há lại bắt đầu tự phô mình, hay là như người khác cần có thơ gửi gắm cho anh em, hoặc nhờ thơ gửi gắm của anh em sao? Ấy, chính anh em là thơ gửi gắm của chúng tôi, viết trong lòng chúng tôi, mọi người đều biết và đều đọc. Vả, rõ thật rằng anh em là bức thơ của Đấng Christ, bởi chức vụ chúng tôi viết ra, chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng thánh linh của Đức Chúa Trời hằng sống. Chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng trên bảng thịt, tức là trên lòng anh em. Này là sự tin chắc của chúng tôi nhờ Đấng Christ mà có trong Đức Chúa Trời. Không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì như bởi chính mình chúng tôi, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời. Và ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới. Chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về thánh linh. Vì chữ làm cho chết, song thánh linh làm cho sống. Và nếu chức vụ về sự chết chạm chữ trên bảng đá đã là vinh hiển lắm, đến nỗi con cái Israel không có thể ngó trên mặt Môi-se vì cớ sự sáng láng trên mặt người, dầu là tạm, phương chi chức vụ của thánh linh càng vinh hiển hơn biết bao. Vậy nếu chức vụ về sự định tội còn được vinh hiển, thì chức vụ về sự công bình được vinh hiển hơn bội phần. Và lại,
cái đều được vinh hiển trong chức vụ thứ nhất biến đi bởi sự vinh hiển rất cao hơn của chức vụ thứ nhì. Vì nếu sự phải qua đi còn có lúc vinh hiển thay, phương chi sự bền ở sẽ có vinh hiển dường nào nữa. Vậy chúng ta có sự trông cậy dường ấy nên được rất tự do. Chúng ta chẳng làm như Môi-se lấy màn che mặt mình, hầu cho con cái Israel không trông thấy cuối cùng của sự sáng láng phải qua. Nhưng lòng họ đã cứng cỏi, vì đến ngày nay khi họ đọc Cựu Ước, cái màn ấy vẫn còn chưa cất khỏi. Bởi chưng ấy là trong Đấng Christ mà màn đó biến đi. Ấy vậy cho đến ngày nay, mỗi lần người ta đọc sách Môi-se cho họ, cái màn ấy vẫn còn ở trên lòng họ. Khi họ sẽ trở lại cùng Chúa thì màn ấy mới cất khỏi. Và Chúa tức là Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó. Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa là Thánh Linh. Chương 4. Vậy nên chúng tôi nhờ sự thương xót đã ban cho mà được chức vụ này, thì chúng tôi chẳng ngã lòng, nhưng chúng tôi từ bỏ mọi điều hổ thẹn giấu kín. Chúng tôi chẳng theo sự dối gạt và chẳng giả mạo lời Đức Chúa Trời, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi tỏ bày lẽ thật, khiến lương tâm mọi người cho chúng tôi là đáng chuộng. Nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin, mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Và chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Giêsu Christ, tức là Chúa. Và vì tình yêu mến Đức Chúa Giêsu mà chúng tôi xưng mình là tôi tớ của anh em. Vì Đức Chúa Trời là Đấng có phán, sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm, đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng chúng tôi đựng của quý này trong chậu bằng đất, hầu cho tỏ quyền phép lớn dường ấy là bởi Đức Chúa Trời mà ra, chứ chẳng phải bởi chúng tôi. Chúng tôi bị ép đủ cách nhưng không đến cùng, bị túng thế nhưng không ngã lòng, bị bắt bớ nhưng không đến bỏ, bị đánh đập nhưng không đến chết mất. Chúng tôi thường mang sự chết của Đức Chúa Giêsu trong thân thể mình, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giêsu cũng tỏ ra trong thân thể chúng tôi. Bởi chúng tôi là kẻ sống, vì cớ Đức Chúa Giêsu mà hằng bị nộp cho sự chết, hầu cho sự sống lại của Đức Chúa Giêsu cũng được tỏ ra trong xác thịt hay chết của chúng tôi. Vậy thì sự chết làm trong chúng tôi, còn sự sống trong anh em. Vì chúng tôi có đồng một lòng tin y như lời Kinh Thánh rằng: ta đã tin cho nên ta nói. Cũng vậy chúng tôi tin cho nên mới nói, vì biết rằng Đấng đã khiến Đức Chúa Giêsu sống lại cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại với Đức Chúa Giêsu, và làm cho chúng tôi ứng hầu với anh em trước mặt Ngài. Bởi chưng mọi điều đó xảy đến vì cớ anh em, hầu cho ân điển rải ra cách dư dật, khiến sự tạ ơn nơi nhiều người hơn cũng dư dật, mà thêm vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Chương 26. Dân xiếp lại đến tìm Sao-lơ tại Gi-bê-a mà nói rằng: David há chẳng ẩn tại trên gò Ha-ki-la đối ngang đồng vắng sao? Sao-lơ bèn trỗi dậy kéo 3.000 tinh binh của Israel đi xuống đồng vắng xiếp đặng tìm David. Sao-lơ đóng trại trên gò A-ki-la đối ngang đồng vắng tại nơi đầu đường. David ở trong đồng vắng,
khi thấy Sao-lơ đến đuổi theo mình, bèn sai kẻ do thám đi và biết chắc rằng Sao-lơ đã đến. Bây giờ, David trỗi dậy, đi đến tận nơi Sao-lơ hạ trại. Người cũng thấy nơi ngủ của Sao-lơ và của Abner con trai Ner-ơ là quan tổng binh của người. Sao-lơ ngủ tại đồn, có đạo binh đóng trại xung quanh mình. David cất tiếng nói cùng Ahimelech người Hê-tít và Abishai con trai của Seruya em của Yoab rằng: "Ai muốn đi cùng ta xuống dinh Sao-lơ?" Abishai đáp: "Tôi sẽ đi xuống với ông." Vậy David và Abishai lúc ban đêm vào giữa quân lính, thấy Sao-lơ đang ngủ nằm trong đồn, cây giáo cắm dưới đất tại nơi đầu giường. Abner và quân lính nằm ở xung quanh người. Abishai nói cùng David rằng: "Ngày nay Đức Chúa Trời đã phó kẻ thù nghịch ông vào tay ông. Xin cho phép tôi lấy giáo đâm người, chỉ một cái mà cắm người xuống đất, chẳng cần phải đâm lại." Nhưng David bảo Abishai rằng: "Đừng giết người. Ai có thể tra tay trên kẻ chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va mà không bị phạt?" Người tiếp rằng: "Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề. Đức Giê-hô-va chắc sẽ đánh người, hoặc khi người đến kỳ định mà chết, hoặc khi người ra trận mà bị diệt vong. Nguyện Đức Giê-hô-va giữ, chớ cho tôi tra tay vào kẻ chịu sức dầu của Ngài. Ta xin ngươi, chỉ hãy lấy cây giáo nơi đầu giường người cùng cái bình nước, rồi chúng ta hãy đi." Như vậy, David lấy cây giáo và bình nước nơi đầu giường của Sao-lơ, rồi hai người đi. Không ai thấy hay là biết và cũng chẳng ai tỉnh thức. Hết thảy đều ngủ vì Đức Giê-hô-va đã khiến sự ngủ mê giáng trên chúng. Đoạn David sang qua bên kia, dừng lại tại trên chót núi xa trại quân, có một khoảng xa cách nhau. Người gọi quân lính với Abner con trai Ner-ơ mà nói rằng: "Abner, ngươi chẳng đáp lời sao?" Abner đáp rằng: "Ngươi là ai mà kêu la cùng vua?" David đáp cùng Abner rằng: "Nào, ngươi há chẳng phải là một dõng sĩ sao? Trong Israel ai bằng ngươi? Vậy sao ngươi không canh giữ vua là chúa của ngươi? Có kẻ trong dân sự đã đến muốn giết vua chúa ngươi. Điều ngươi đã làm đó chẳng tốt đâu. Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, ngươi đáng chết vì không canh giữ chúa ngươi là đấng chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va. Bây giờ hãy xem thử, cây giáo của vua và bình nước nơi đầu giường vua ở đâu?" Sao-lơ nhận biết tiếng của David bèn nói rằng: "Hỡi David, con ta, có phải tiếng con chăng?" David thưa rằng: "Hỡi vua chúa tôi, ấy là tiếng tôi." Người tiếp: "Cớ sao chúa đuổi theo tôi tới chúa như vậy? Tôi có làm điều gì và tay tôi đã phạm tội ác chi? Bây giờ, xin vua hãy lắng nghe lời của tôi tớ vua. Nếu Đức Giê-hô-va xúi dục vua hại tôi, nguyện Ngài nhậm mùi thơm của lễ. Nhưng nếu là loài người, nguyện chúng bị rủa sả trước mặt Đức Giê-hô-va. Vì ngày nay, chúng đuổi tôi đi khỏi chỗ dành cho tôi trong sản nghiệp của Đức Giê-hô-va và chúng nói rằng, hãy đi thờ tà thần. Ôi, nguyện huyết tôi chớ chảy ra trên đất cách xa mặt Đức Giê-hô-va. Vì vua Israel đã kéo ra đặng tìm một con bò chét, nhưng người ta đuổi theo chim đa đa trong núi vậy." Bây giờ Sao-lơ nói: "Ta có phạm tội. Hỡi David, con ta hãy trở lại. Ta sẽ chẳng làm hại cho con nữa, vì ngày nay con đã kính nể mạng sống ta. Thật, ta đã làm điên cuồng, phạm một lỗi rất trọng." David nói: "Này là cây giáo của vua. Hãy cho một gã trai trẻ của vua đi qua đây mà lấy đi. Đức Giê-hô-va sẽ báo trả cho mọi người tùy theo sự công bình và trung tín của người. Vì ngày nay, Ngài đã phó vua vào tay tôi, mà tôi không khứng tra tay vào đấng chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va. Ngày nay, tôi lấy mạng sống vua làm quý trọng thế nào, thì Đức Giê-hô-va cũng sẽ lấy mạng sống tôi làm quý trọng thế ấy và giải cứu tôi khỏi các hoạn nạn." Sao-lơ nói cùng David rằng: "Hỡi David, con ta, nguyện con được phước. Quả thật, con sẽ làm công việc lớn lao và được thắng hơn." Đoạn David cứ đi lối mình, còn Sao-lơ trở về nơi người. Chương 27. David nói thầm, nghĩ rằng: "Chắc một ngày kia,
ta sẽ chết bởi tay Saul. Ta chẳng làm chi hay hơn bằng trốn trong xứ Philippines, thì Saul sẽ chẳng còn kiếm ta trong cả địa phận Israel nữa. Như vậy, ta sẽ thoát khỏi tay người. Vậy, David trỗi dậy, cùng 600 người theo mình, sang qua đến Akit, con trai Ma-óc, vua Gác. David và những kẻ theo người ở cùng Akit tại Gác, mỗi người có gia quyến mình. David có hai vợ theo, tức là Ahinoam ở Gitreen và Abigail trước làm vợ của Nabal ở Cạc-men. Saul hay rằng David trốn đến Gác thì thôi đuổi theo người. David nói cùng Akit rằng: "Nếu tôi được ơn trước mặt vua, xin hãy nhường cho tôi một nơi nào thuộc về các thành ở ngoài đồng bằng để tôi ở đó, vì tôi tớ vua ở trong đế đô với vua mà chi." Vậy, trong ngày đó, Akit ban xiết lát cho người. Bởi cớ ấy, xiết lát thuộc về vua Juda cho đến ngày nay. Thì giờ David ngủ trong xứ dân Philippines là 1 năm 4 tháng. David và những kẻ theo người đi loáng đến đất dân Geshurit, dân Giệt-xít và dân Amalek, là những dân tộc từ lâu đời ở miền lân cận Shur-rơ cho đến xứ Ai Cập. David phá hủy xứ này, chẳng để một người nam hay nữ còn sống, cướp lấy chiên, bò, lừa, lạc đà và áo sống, đoạn trở về cùng Akit. Akit hỏi: "Ngày nay ngươi đi xâm đoạt nơi nào?" David đáp: "Trong miền nam đất Juda, miền nam đất dân Geramelit và miền nam đất dân Kenit." David chẳng chừa một người nam hay nữ còn sống đặng dẫn về Gác, vì nói rằng: "E chúng nó sẽ cáo chúng ta mà rằng đó là điều David đã làm." Trọn lúc David ngủ trong xứ dân Philippines thường hay làm như vậy. Cho nên Akit tin David mà rằng hắn làm cho hắn bị gớm ghiếc nơi Israel là dân sự hắn, nên chắc hắn sẽ làm tôi tớ ta đời đời. Chương 28. Về lối này, dân Philippines hiệp các cơ binh là một đạo đặng giao chiến cùng Israel. Akit nói cùng David rằng: "Ngươi phải biết rằng ngươi và những kẻ theo ngươi sẽ đi ra trận cùng ta." David đáp cùng Akit rằng: "Vua sẽ thấy điều tôi tớ vua làm." Akit nói cùng David rằng: "Thế thì ta sẽ lập ngươi làm thị vệ ta luôn luôn." Vả Samuel đã qua đời, cả Israel để tang cho người, và người ta chôn người tại Rama, thành của người. Saul đã trừ khỏi xứ những đồng cốt và những thầy tà thuật. Vậy dân Philippines nhóm hiệp đến đóng trại nơi Shunem, còn Saul cũng hiệp hết thảy Israel và chúng đóng trại tại Gilboa. Nhưng khi Saul thấy trại quân Philippines thì sợ và lòng rung động lắm. Người cầu vấn Đức Giê-hô-va, song Đức Giê-hô-va không đáp lời, hoặc bằng chim bao, hoặc bằng Urim, hay là bởi các đấng tiên tri. Saul nói cùng các tôi tớ mình rằng: "Hãy kiếm cho ta một người đàn bà biết cầu vong, ta sẽ đi đến người mà cầu vấn." Các tôi tớ thưa rằng: "Tại Endor-rơ có một người đàn bà cầu vong." Saul giả dạng, mặc những áo khác, đi đem theo hai người, rồi đến nhà người đàn bà này lúc ban đêm. Saul nói: "Xin ngươi hãy cầu vong mà bói cho ta, và hãy vời lên kẻ ta sẽ chỉ cho ngươi." Người đàn bà đáp rằng: "Ông biết rõ điều Saul đã làm, thế nào người trừ khỏi xứ những đồng cốt và thầy tà thuật. Vậy cớ sao ông lại gài bẫy đặng giết tôi?" Saul chỉ Đức Giê-hô-va thề cùng người rằng: "Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, sẽ chẳng xảy đến cho ngươi một điều hại chi về việc này đâu." Bây giờ người đàn bà nói: "Tôi phải cầu ai trước mặt ông?" Saul đáp: "Hãy cầu Samuel." Khi người đàn bà thấy Samuel, bèn la tiếng lớn nói cùng Saul rằng: "Cớ sao ông gạt tôi? Ông là Saul." Vua đáp cùng người rằng: "Chớ sợ, nhưng ngươi thấy chi?" Người đáp: "Tôi thấy một vị thần ở dưới đất lên." Vua hỏi: "Mặt mày ra sao?" Người đáp:
ấy là một ông già ở dưới lên mặc một cái áo tơi. Saul hiểu là Samuel, bèn cúi đầu sấp mình xuống đất và lại. Samuel hỏi Saul rằng: nhân sao ngươi quấy sự yên tĩnh ta mà gọi ta lên? Saul đáp: tôi bị hoạn nạn lớn vì dân Philistine tranh chiến với tôi, và Đức Chúa Trời đã lìa khỏi tôi. Ngài không trả lời cho tôi hoặc bởi các đấng tiên tri hoặc bởi chim bao. Vậy tôi đã vời ông lên để ông bảo cho tôi biết điều tôi phải làm. Samuel đáp: nhân sao ngươi cầu vấn ta? Bởi vì Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi ngươi và trở nên thù nghịch ngươi. Đức Giê-hô-va làm y như Ngài đã phán bởi miệng ta. Đức Giê-hô-va đoạt lấy nước khỏi tay ngươi mà ban cho kẻ lân cận ngươi là David. Ngươi không vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va và không làm cho Amalek cảm biết cơn giận phừng của Ngài. Vì cớ đó nên ngày nay Đức Giê-hô-va đãi ngươi cách này. Vả lại, Đức Giê-hô-va sẽ phó Israel và ngươi vào tay dân Philistine. Ngày mai, ngươi và các con trai ngươi sẽ ở một nơi với ta. Đức Giê-hô-va cũng sẽ phó đạo binh Israel vào tay dân Philistine. Saul liền té nằm dài xuống đất vì các lời của Samuel khiến người sợ hoảng. Và lại, người đã kiệt sức bởi trọn ngày và đêm đó người không có ăn chi. Bấy giờ, người đàn bà đó đến gần Saul, thấy người bối rối bèn nói rằng: này, con đòi vua đã vâng theo tiếng vua. Tôi đã liều mạng mình đặng vâng theo các lời vua dạy. Vậy bây giờ, vua cũng hãy nghe lời của con đòi vua. Tôi xin đặt trước mặt vua một miếng bánh để vua ăn bổ sức đặng lên đường. Saul từ chối mà rằng: ta không ăn. Nhưng các đầy tớ người và người đàn bà ép nài quá, đến đổi người phải xuôi theo lời chúng. Người bèn trỗi dậy khỏi đất và ngồi trên giường. Người đàn bà ấy có một con bò con mập, bèn lật đật giết nó. Đoạn lấy bột mì nhồi và làm bánh không men để trước mặt Saul và các đầy tớ người. Ăn xong, chúng trỗi dậy và đi nội đêm đó. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài mỗi ngày mới ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi. Những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.